bảo em làm lại là làm lại. Sao em nói nhiều thế nhở? Có cái hồ sơ bản báo cáo mà làm mấy ngày cũng không xong. Chị đang rất đắn đo về việc tuyển dụng em vào đây là đúng hay sai đấy. Chị không biết là em có cố ý hay không nếu như em nói câu đấy đấy. Hay là em cảm thấy bất bình vì chị bắt em làm hồ sơ báo cáo quá nhiều lần. Hả? Anh với Linh có chút chuyện cần bàn, có cần phải nói với em không? Cả công ty biết rồi. Còn Linh với cả sếp Trọng ấy chính thức yêu nhau rồi. Nhưng mà chỉ công khai thôi. Cô còn già mồm nữa à? Cái gì đấy hả? Cô yêu tôi mà cô lên giường một thằng khác à? Chẳng có cái gì là tôi không dám cả. Cậu Thắng, tôi nhắc cậu bao nhiêu lần về cái việc dùng điện thoại trong giờ làm việc rồi. Cất ngay cái điện thoại đi. Một ngày làm việc năng suất quá nhỉ? Sếp đến phòng em có việc gì không ạ? Để xem mọi người làm việc như nào. Đã quá giờ ăn trưa rồi, mọi người không nghỉ ngơi à? Phòng em định làm nốt rồi mới nghỉ anh ạ. Anh thấy đấy, phòng em luôn đặt công việc lên trên hàng đầu. Công việc mà chưa xong ấy thì ăn cũng không ngon. Thế nên là sếp tổng không cần phải bận tâm đâu. Anh cứ dành thời gian mà nghỉ ngơi đi ạ. Tại vì hôm qua chị nhấn mạnh là phải trình bản cứng nên là hôm nay mới in ra luôn ạ. Anh ăn trưa chưa? Nếu chưa ăn thì đi ăn với em nhá. Tiện thể mình bàn luôn công việc. Em cũng chưa ăn à? Dạ. Tất cả mọi người đều chưa ăn ạ. Lát nữa khi nào xong việc bọn em sẽ đi ăn cùng nhau luôn. Hay chị cứ đi ăn trước đi ạ. Đúng rồi đấy anh. Mình đi ăn trước đi. Anh ăn gì ạ? Để đặt nhà hàng. Hôm nay mọi người làm việc vất vả. Hôm nay anh sẽ mời mọi người ăn, được không? Nhưng mà... em bảo với mọi người đi, thu xếp nhá. Với cả là em nhớ đi ăn đấy. Dạ vâng ạ, thế em xin phép em về báo với mọi người luôn ạ. Anh biết nhân viên mới phòng em ạ? Nhân viên của anh thì tất nhiên là anh phải biết rồi. Cô ấy còn là một nhân viên giỏi nữa. Thôi được rồi, thế em với anh đi ra trước nhá, để mọi người đi ra sau. Em cứ ra trước đặt bàn đi nhá. Anh đợi mọi người, thế nhá. Chị ơi, em gửi chị bản báo cáo chị nhắc em sửa ạ. Chưa được em nhé, cầm về làm lại đi. Chị ơi, chị chỉ giúp em xem là em sai sót ở đâu được không ạ? Chứ bản báo cáo này em sửa lại đến 5 lần rồi. Và em cũng check rất kỹ rồi, không thấy vấn đề gì ạ. Chị bảo em làm lại là làm lại. Sao em nói nhiều thế nhở? Có cái hồ sơ bản báo cáo mà làm mấy ngày cũng không xong. Chị đang rất đắn đo về việc tuyển dụng em vào đây là đúng hay sai đấy. Em xin lỗi ạ. Để em về sửa rồi em sẽ gửi lại cho chị vào sáng mai. Chiều nay là hết hạn rồi. Vâng ạ.
Cậu là nhân viên mới à? Dạ vâng ạ. Làm việc cho tốt nhé. Chị Trang ơi, chị uống cà phê không ạ? Em cứ pha đi, chị tự làm được rồi. Vâng ạ. Anh ơi, anh uống cà phê không? Em pha cho. Cho anh một cốc nhé. Dạ, anh cho em mượn cái cốc ấy. Cho chị xin nước sôi. Anh đợi em một chút nhé. Chị có làm sao không ạ? Linh! Em đang cầm trên tay nước nóng đấy. Sao không cẩn thận một chút vậy? Tại em đang rót mà chị lại rụt tay vào nên là... Nếu em không thể cẩn thận được thì em phải rút kinh nghiệm, chứ đừng đổ lỗi cho người khác như thế, không hay đâu. Này, chị không biết là em có cố ý hay không nếu như em nói câu đấy đấy. Hay là em cảm thấy bất bình vì chị bắt em làm hồ sơ báo cáo quá nhiều lần hả? Em xin lỗi, nhưng mà thực sự em không có ý đấy đâu ạ. Có chuyện gì đấy? Dạ không sao đâu anh. Chẳng qua là Linh đổ nước nóng vào tay. Em có làm sao không? À... Để anh đưa em đi mua thuốc nhá. À... Không phải em ạ. Là chị Trang bị bỏng ạ. May quá, em là anh giật hết cả mình. Trang, em có làm sao không? Lần sau phải cẩn thận nhá. Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận hơn. Bằng việc là sẽ không nhờ Linh rót nước hộ nữa. Không biết là cố ý hay là vô tình mà để đổ nước ra ngoài như thế. Em xin lỗi ạ. Đúng rồi đấy. Lần sau việc ai người đấy làm. Như này khó xử ra. Trang, em đi xử lý vết bỏng của mình đi. Linh, về phòng của anh nhá. Làm gì thế ạ? Anh với Linh có chút chuyện cần bàn. Có cần phải nói với em không? Linh, đi thôi. Em xin phép ạ. Chị, mày chị có sao không? Nhìn thế này rồi còn hỏi có sao hay không à? Mà vừa nhìn đã biết là con Linh cố tình làm bỏng tay chị rồi. Đúng là có người chống lưng khác, chuyện dị dám làm. Ý cô nói thế là sao? Thế chị không biết à? Chuyện con Linh với cả giám đốc ấy. Hai người đấy thì có gì liên quan đến nhau? Cả công ty biết rồi. Con Linh với cả sếp Trọng ấy chính thức yêu nhau rồi. Nhưng mà chưa công khai thôi. Cái gì cơ? Yêu nhau á? Vâng. Mà con này cáo già thật chị ạ. Con này cáo già lắm. Mới vào công ty mà dụ dỗ được sếp Trọng rồi. Mà cũng phải trách sếp Trọng đi. Ngây thơ quá. Mà thôi chị cũng đừng buồn. Chuyện gì cũng qua chị ạ. Cô bị điên à? Cô nhìn tôi xem có giống bị buồn không? Mà giờ nào rồi còn ngồi đây mà thao thao bất tuyệt. Cô còn nợ tôi một bản báo cáo chưa trả đúng không? Dạ. Cô về làm ngay không? Dạ vâng em đi. Tôi muốn chiều nay nó ở trên mặt bàn của tôi. Dạ em biết rồi ạ. Xin lỗi ạ. Thôi chị vào vấn đề luôn nhá. Hôm nay mới có dịp ngồi với hai đứa. Thời gian qua chị bận bịu việc ở công ty rất là nhiều, nên là không quan tâm cũng như là sát sao được với hai đứa. Coi như hôm nay chị chuộc lỗi nhá. Hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác với nhau ăn ý hơn. Cảm ơn chị thời gian qua đã quan tâm đến bọn em. Thời gian tới em cũng mong chị chiếu cố bọn em nhiều hơn ạ. Dạ, thời gian qua thì trong thái độ làm việc cũng như là trong công việc có gì không phải thì em mong chị chỉ giáo em thêm ạ. Thôi được rồi, chúng ta uống nhá. Chúc mừng. Cà phê ở đây ngon quá chị ạ. Chị phải tìm hiểu mãi mới đưa hai đứa đến đấy. Phải quý lắm mới đưa đến những nơi mà chị thích đấy nhá. Em biết mà. Thế công việc của Thắng không có gì khó khăn đúng không? Dạ vâng, em vẫn làm bình thường. Thế còn Linh, công việc của em thấy sao? Có cần chị hỗ trợ gì không? Dạ. Em thấy vẫn ổn ạ. Thế chắc là một lát nữa cả hai đứa cùng rảnh đúng không?
Dạ chị vâng. Đưa đi ăn luôn nhá. Chị có quán này ngon lắm. Linh, em thấy sao? Em ổn ạ. Linh. Ok Linh. Linh. Em ổn chứ? Sao thế? Ok Linh. Thế bây giờ em đã biết việc tiếp theo mà em phải làm là gì chưa? Chị nhắn tin cho Trọng rồi đấy. Giờ em đã biết việc tiếp theo em phải làm là gì chưa? Bay cưng, chị chờ kết quả từ em, đừng làm chị thất vọng. Linh ơi Linh! Linh ơi! Linh! Linh! Hai người làm cái gì thế này hả? Ok sếp! Sao sếp lại ở đây hả? Linh! Em dậy đi! Em giải thích đi, sao sếp lại ở đây? Sao anh lại ở với em? Sao hai anh lại ở đây chứ? Cô còn già mồm nữa à? Cái gì đấy hả? Cô yêu tôi mà cô lên giường một thằng khác à? Không, không phải như thế. Em thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Anh Trọng, bỏ ra. Tôi quá ngu khi mà tin cô đấy. Cô đúng là loại người con gái lăng loàn. Tại sao cô có thể làm thế với tôi hả? Tôi tin tưởng cô mà cô làm như thế à? Anh Trọng, bỏ ra tôi nghe anh đi. Anh làm cái gì đấy? Thật thật là có yêu anh làm gì chứ? Hôm qua chị không nói với em đấy là người yêu của sếp Tổng. Em nghĩ là chuyện này em không giúp kín được đâu. Cậu muốn gì? Thực ra em cần. Chẳng phải là tôi đang đưa tiền cho cậu trước rồi hay sao? Chúng ta cứ đúng thỏa thuận mà làm. Em cũng hơi thành thật với chị luôn. Là vụ này lớn nên 10 triệu thì nó hơi ít. Chị xem thế nào em đưa thêm 5 triệu thì em sẽ coi như mọi chuyện chưa có gì xảy ra, em sẽ giữ kín cho chị tuyệt đối. Cái gì? 5 triệu á? Cậu đang đòi trứng khôn hơn vịt đấy à? Cậu phải nên nhớ ai là trưởng phòng của cậu, ai là người đưa cậu vào trong công ty này, và cậu ở trong công ty này được bao lâu là nhờ ai nhá. Chẳng có cái gì là tôi không dám cả. Không những nói cho sếp Tổng, tôi còn đăng chuyện này lên trang chủ của công ty, chuyện chị chút thuốc mê nhân viên nữa, rồi cùng tôi sắp đặt một cái bẫy mây mưa lừa sếp Tổng. Đến lúc đó ai mới là người phải hối hận đấy. Không cần đâu. Anh, tôi nghe thấy hết rồi. Hóa ra cảnh tượng ngày hôm qua là do một tay cô giàn dựng à? Anh ơi, em đến đây từ lúc nào đấy ạ? Tôi đứng đây ở đủ lâu để nghe được câu chuyện quan trọng của cô. Cô nói xem, tại sao cô làm như vậy? Anh ơi, chắc là anh nhầm một chuyện gì đó rồi chứ em với cậu thằng đây đang là chuyện khác cơ ạ. Dạ, em thưa em, hoàn toàn là do chúng ta thuê em không biết gì cả. Cậu! Sao? Cô định nói dối tôi nữa à? Trang, cô nói xem, tại sao cô phải làm cái trò hèn hạ như vậy?
Đúng là em làm đấy. Cô ta không hề xứng đáng với anh. Để nói cho anh biết, cô ta chính xác là một con cám ra lừa anh nhẹ dạ cả tin. Để mới lừa anh thôi, anh hiểu chưa? Cầm mồm vào. Cô đừng xúc phạm bạn gái của tôi. Cô không xứng đáng đâu. Thế vậy thì tại sao em ở cạnh anh 3 năm nay chẳng mảy may để ý? Còn cô ta mới vào được 3 tháng thì anh đem lòng yêu cô ta chứ? 3 năm. Cô cũng 30 năm ấy. Thì tôi cũng không thích cô đâu. Tôi nói cho cô biết, với loại người thâm độc như cô không có được tình yêu. Anh! Ngay bây giờ mời hai người về thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty của tôi ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt của hai người. Thưa sếp, hoàn toàn mọi chuyện là do chị tặng. Em sếp. Tất cả là do chị mà tôi mất việc đấy. Tôi sẽ nói chuyện này cho mọi người biết. Không bao giờ tôi ra đi dễ dàng như thế này đâu. Thank you.